Lại Quán Lâm ra mắt cùng Quan Na Quan và đời tư bê bối với Liên Hoàng Phốt. Lại Quán Lâm xuất thân từ một gia đình giàu có, cha anh là giám đốc tại một công ty có tiếng ở xứ Đài. Được ra đời tại Đài Loan, nhưng Lại Quán Lâm từng có khoảng thời gian sinh sống tại Mỹ hơn 5 năm. Lại Quán Lâm có khát khao cháy bỏng về việc được đứng trên sân khấu ngay từ những ngày thơ bé. Trong những ngày ở Mỹ, anh đã tự tìm hiểu về các nền âm nhạc phát triển và trở nên yêu thích về ngành công nghiệp giải trí xứ Hàn. Mặc dù có tình yêu rất lớn dành cho âm nhạc, nhưng Quán Lâm luôn là một học sinh xuất sắc. Thành tích của anh luôn nằm trong nhóm học sinh dẫn đầu. Lần kiểm tra cuối cùng của anh ở trung học thì Lại Quán Lâm lại đứng thứ hai toàn trường. Bên cạnh đó, Lại Quán Lâm cũng có khả năng ngôn ngữ cực kỳ xuất sắc khi nói được nhiều thứ tiếng khác nhau. Do niềm đam mê quá lớn mà vào năm 2016, Lại Quán Lâm đã giấu cha mẹ của anh và tự ý tham gia cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh của công ty giải trí Kube tại Đài Loan. Kết quả cuối cùng, Lại Quán Lâm là thí sinh duy nhất trong hơn 1.000 người được thông qua vòng tuyển chọn. Cuối cùng, do nhận thấy được tài năng và sự nghiêm túc thực sự của Lại Quán Lâm trên con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, nên gia đình đã đồng ý cho anh thôi học và chuyển đến xứ sở Kim Chi. Lại Quán Lâm và bước ngoặt Produce 101. Vào năm 2017, sự nghiệp của Lại Quán Lâm đứng trước cơ hội rất lớn khi anh bất ngờ được công ty quản lý đề cử tham gia mùa 2 của chương trình Produce 101, dù anh mới chỉ thực tập trong khoảng thời gian ngắn tại Hàn Quốc. Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, Lại Quán Lâm đã chuẩn bị rất kỹ cho lần xuất hiện đầu tiên trên truyền hình của mình. Ngay từ những tập đầu tiên, Lại Quán Lâm đã thu hút về cho mình rất nhiều sự chú ý nhờ vào vẻ ngoài hoàn hảo như bước ra từ các trang sách. Cậu đã đem về cho mình một lượng lớn người hâm mộ sau khi chương trình được phát sóng. Càng về cuối Produce 101, Lại Quán Lâm lại nổi tiếng hơn, tài năng và ngoại hình nổi bật giúp cho anh nhận được rất nhiều sự chú ý từ công chúng. Tên của anh luôn lọt vào danh sách những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại xứ Hàn. Cuối cùng, sau nhiều khó khăn và vất vả, tên của Lại Quán Lâm đã được vang lên trong chung kết mùa 2 của Produce 101. Cậu đã xuất sắc về đích ở vị trí thứ 7 chung cuộc và nằm trong nhóm những thành viên sẽ cùng nhau ra mắt. Ra mắt cùng với Quan Na Quan. Sau thành công rực rỡ của Produce 101 mùa 2, người hâm mộ đang rất mong đợi sự ra mắt của nhóm nhạc được đánh giá là tân binh khủng long của năm 2017. Cuối cùng, với sự mong đợi của khán giả, thì Lại Quán Lâm đã được ra mắt cùng với Quan Na Quan với album đầu tay mang tên To Be One. Quan Na Quan ngay khi ra mắt đã gặt hái được những thành tích cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Những bài hát của nhóm liên tục đứng đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Bên cạnh đó, số lượng album bán ra của Quan Na Quan cũng cực kỳ đáng nể nếu so với một nhóm nhạc mới ra mắt không lâu. Có thể nói, Lại Quán Lâm và Quan Na Quan đã đạt rất nhiều thành công chỉ trong năm đầu ra mắt cả ở thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Đặc biệt nhất, phải nói đến hai giải thưởng danh giá mà Quan Na Quan đạt được tại lễ trao giải Mama cùng năm là Best New Male Group và Best Male Group, khép lại một năm cực kỳ thành công của nhóm. Sự chuẩn bị cho sự nghiệp cá nhân. Tiếp đà cho năm đầu tiên cực kỳ thành công, Lại Quán Lâm cùng các thành viên Quan Na Quan tiếp tục hứa hẹn sẽ đem đến cho người hâm mộ nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa trong năm 2018. Với độ nổi tiếng trên toàn cầu của Quan Na Quan, thì cái tên Lại Quán Lâm cũng nhận được rất nhiều sự chú ý từ các nhãn hàng lớn trên thế giới. Vào đầu năm 2018, Lại Quán Lâm được nhãn hàng Valentino mời tham dự sự kiện ra mắt thương hiệu IFC Mall ở Hồng Kông. Bên cạnh những hoạt động cá nhân, thì Lại Quán Lâm vẫn tiếp tục cùng các thành viên còn lại chuẩn bị ra mắt album thứ 2 của Quan Na Quan và chuyến lưu diễn trên 14 quốc gia trên thế giới. Không phụ sự mong đợi của người hâm mộ, mini album đầu tiên của Quan Na Quan, I Promise You, ngay từ khi ra mắt đã càn quét hết tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ tại Hàn và mở ra thời kỳ đỉnh cao cho Quan Na Quan và Lại Quán Lâm. Tất cả các thành viên của Quan Na Quan đều trở nên cực kỳ nổi tiếng vào khoảng thời gian đó. Đây được xem như thời kỳ hoàng kim của nhóm. Nhóm tiếp tục cho ra mắt album đặc biệt Undivided và hợp tác cùng với tiền bối Dynamic Duo và đạt được nhiều thành tựu khác. Mặc dù đạt được rất nhiều thành tích khủng trong hơn một năm qua, nhưng thời gian được quảng bá cùng nhau dưới cái tên Quan Na Quan đang dần trôi qua. Cuối cùng, full album đầu tiên của Quan Na Quan mang tên Power of Destiny đã được ra mắt. Đây như lời tạm biệt của Lại Quán Lâm và các thành viên đến với người hâm mộ đã cùng họ trải qua quãng thời gian thật tuyệt vời của thanh xuân. Lại Quán Lâm và một hành trình mờ nhạt tại Trung Quốc. Trong khi tất cả mọi người đang đồn đoán về những hoạt động trong tương lai của Lại Quán Lâm, thì bất ngờ vào đầu năm 2019, công ty giải trí Kube lại thông báo rằng từ đây, Lại Quán Lâm sẽ tập trung hơn vào những hoạt động tại Trung Quốc. Ngay từ khi mở tài khoản Weibo, mạng xã hội lớn nhất tại Trung Quốc, thì tài khoản của anh ngay lập tức đạt hơn 1 triệu lượt theo dõi. Bên cạnh đó, chuyến bay về xứ Trung đầu tiên của anh cũng có rất đông người hâm mộ đón đợi, chứng tỏ sức hút cực kỳ lớn của Lại Quán Lâm. Nhận tưởng với lượng người hâm mộ đông đảo như thế, Lại Quán Lâm sẽ dễ dàng đạt được những thành công tại thị trường đông dân nhất thế giới. Nhưng thực tế lại diễn ra trái với kỳ vọng của Lại Quán Lâm. Anh liên tục gặp phải những khó khăn trên con đường phát triển sự nghiệp của mình. Mặc dù hoạt động rất chăm chỉ và liên tục tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế, nhưng Lại Quán Lâm lại không nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.
Thậm chí, khi Lê Quán Lâm thông báo anh sẽ là nam chính cho tác phẩm truyền hình A Little Teen Crossroads Love năm 2019, anh cũng nhận được rất nhiều sự nghi ngờ về khả năng diễn xuất của mình. Cho đến những vấn đề pháp lý với Cobra Entertainment. Vào cuối năm 2019, Lê Quán Lâm đưa ra thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản của anh tại Hàn là Cobra Entertainment. Lý do được phía Lê Quán Lâm đưa ra là Cobra đã không tôn trọng anh khi bán hợp đồng độc quyền của anh cho một bên thứ ba tại Trung Quốc mà không nhận được sự đồng ý của anh và gia đình. Theo đó, Lê Quán Lâm cung cấp thông tin rằng Cobra sẽ nhận được giá trị bồi thường gấp 10 lần con số ban đầu. Do đó, cảm thấy cả hai không còn niềm tin với nhau nữa, nên Lê Quán Lâm đã đơn phương nộp đơn để có thể chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty. Tuy nhiên, do hai bên không thể thống nhất với nhau, nên kết quả cả hai phía sẽ phải đối đầu nhau trên tòa. Liêu Hoàng Phốt tại Trung Quốc. Lê Quán Lâm liên tục xuất hiện trên top tìm kiếm tại Trung Quốc vì chuỗi scandal đời tư dài đằng đẵng. Mọi chuyện bắt nguồn từ lúc nam ca sĩ kiêm diễn viên bị chộp lại những khoảnh khắc phi phèo thuốc lá và khạc nhổ bừa bãi ngay trên đường phố khi đi cùng bạn bè. Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2020, vụ việc này được chia sẻ rầm rộ trên các trang tin Hoa ngữ và anh hứng chịu gạch đá nặng nề, bị mắng chửi là người kém văn minh. Sau đó, thông qua trang cá nhân, Lê Quán Lâm nhanh chóng lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, lời nhận lỗi của Lê Quán Lâm lại không được khán giả chấp nhận. Hàng loạt fanpage Lê Quán Lâm tại Trung Quốc và Việt Nam cũng tuyên bố dừng hoạt động. Đáng chú ý, một bộ phận người hâm mộ không chỉ thoát fandom mà còn quay lại tung theo post của Lê Quán Lâm. Những cựu fan này tố cựu thành viên WannaOne từng mắng người hâm mộ khi họ đứng gần anh tại sân bay, lén lút hẹn hò với bạn gái. Thậm chí, có người còn nghi sau phim Tình Đầu Ngây Ngô lấy quà của fan tặng âm thầm đưa cho người yêu dùng. Trước những tin tiêu cực trên, Lê Quán Lâm đã ngay lập tức chia sẻ bức thư tay xin lỗi trên Weibo. Anh vô cùng xin lỗi vì đã tổn thương những người yêu quý mình, hứa hẹn kiểm điểm và sửa đổi bản thân, không tái diễn sự việc tương tự. Song, thư tay xin lỗi của Lê Quán Lâm một lần nữa nhận về phần lớn phản hồi tiêu cực. Cộng đồng mạng mỉa mai anh viết thư tay chữ xấu, sai chính tả, thiếu thành ý. Những người từng là fan của Mỹ Nam 9X còn thẳng thắn chê bai anh viết chữ thua con nít. Dù vậy, cũng có không ít bình luận cho rằng nên tha thứ và để lại cho Lê Quán Lâm có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Tính đến nay, lùm xùm của Lê Quán Lâm vẫn thu hút nhiều bàn luận. Phần lớn đều tỏ ra thất vọng với đời tư lắm bề bối của chàng trai trẻ này.